xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an và hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người. Hôm nay cô Khanh sẽ tiếp tục chuyện tình từ Mỹ phần 2. Hôm qua cô Khanh kể tới phần anh thấy có một cô trong sở mang đôi giày và anh về anh mua cho chị đúng cái đôi giày đó. Và hôm nay cô Khanh tiếp tục. Một hôm anh đi làm về, anh nói với tôi rằng hôm nay anh thấy một cô trong sở của anh, cô mang đôi giày nhìn rất trẻ và đẹp lắm. Cuối tuần này anh sẽ đưa em đi kiếm mua đôi giày đó. Và anh đã thành công sau 2 ngày cuối tuần. Lúc nào anh cũng nghĩ đến vợ con và những người xung quanh trước khi anh nghĩ đến bản thân anh. Hằng ngày anh luôn kể cho tôi nghe tất cả những gì xảy ra xung quanh anh. Anh gặp những ai hay về công việc của anh làm. Anh thường nói với tôi rằng anh thương cho các cô thư ký và các kỹ thuật viên. Suốt ngày họ không nhìn thấy ánh mặt trời vì các văn phòng có cửa sổ đều dành cho các kỹ sư. Một sáng thứ bảy, tôi đến nhà thương để thử máu. Trong lúc cô gái làm thủ tục giấy tờ cho tôi, bỗng dưng tôi rất thích làm công việc của cô đang làm, giống như là tình yêu sét đánh. Tôi nói với cô gái ấy rằng tôi thích công việc của cô quá. Cô gái đứng dậy lấy tờ đơn. Cô đưa cho tôi tờ, nói với tôi rằng hãy mang về điền và gửi lại sau. Tôi mừng vui hớn hở mang tờ đơn về nói với anh. Em không hiểu tại sao khi em thấy công việc của cô gái ấy em rất thích. Chưa bao giờ em có cảm giác như thế. Và em đã nói cho cô gái biết. Cô ấy đưa em tờ đơn và kêu em điền và gửi lại cho cô ấy. Anh nói với tôi rằng hằng ngày em đưa hai con đến trường và rước hai con về. Con trai đã lên đại học, giờ chỉ còn con gái. Em ráng đưa rước con thêm một năm nữa thôi. Sau khi con gái lên đại học, lúc đó em vẫn còn thích công việc đó thì hãy xin vào làm thiện nguyện. Vì nếu em đi làm thì anh chỉ đóng thuế nặng thêm mà thôi. Ở Mỹ các học sinh khi 16 tuổi các cháu có thể tự lái xe đi học được. Anh cho hai con đi học lái xe và lấy bằng, nhưng anh bảo với các con rằng khi nào hai con lên đại học, học xong năm thứ nhất lấy được điểm cao, đến năm thứ hai ba sẽ mua cho các con bất cứ xe gì mà các con thích. Còn anh nói riêng với tôi rằng các con ở lứa tuổi mới lớn, ảnh hưởng của bạn bè rất quan trọng ở trong giai đoạn này. Anh muốn tôi đưa rước các con để thấy được các con có những người bạn như thế nào. Một hôm, con gái đi học về, xin anh cho con đi làm sau giờ học, giống các bạn của con ở trường. Anh bảo rằng công việc của con hai con là học. Nếu hai con dư thời gian sau giờ học thì hãy đi làm thiện nguyện. Sau đó anh nói với tôi rằng anh không muốn các con đi làm. Lúc đó các con chỉ nghĩ tới tiền, sẽ sao lãng việc học. Con trai ra trường xin làm việc thiện nguyện ở nhà thương, còn con gái thì làm ở trại dưỡng lão trong thành phố. Đến khi con gái lên đại học, tôi quên hẳn công việc mà tôi đã thích trước đó. Nhà chỉ còn anh và tôi. Anh bảo tôi đừng nấu ăn, chỉ có hai vợ chồng ra ngoài ăn cho tiện. Mặc dù trong hãng anh làm, họ có đặt nhà hàng mang thức ăn trưa đến bán mỗi ngày. Nhân viên chỉ trả 10%, còn 90% là hãng trả. Anh nghĩ tôi ở nhà ăn một mình sẽ buồn. Anh hẹn tôi mỗi ngày cứ 10 giờ 45 sáng là tôi rời nhà để chạy tới sở anh. Đúng 11 giờ 30 rước anh, hai vợ chồng cùng đi ra ngoài ăn trưa. Buổi chiều sau khi hãng chở anh về nhà, anh coi tin tức 30 phút xong, hai vợ chồng lại đi ra ngoài ăn tối. Mỗi tối hai vợ chồng ngủ luôn nắm chặt tay nhau. Nếu đêm nào anh biết tôi chưa ngủ, anh kéo bàn tay tôi và đặt lên trái tim của anh.
Xong chồng hai bàn tay của anh lên trên lưng bàn tay của tôi, và cả hai cùng ngủ trong tư thế đó cho đến sáng. Mỗi sáng đồng hồ báo thức 5 giờ, anh vội vàng ngồi dậy, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Anh sợ tiếng động làm đánh thức tôi. Hôm nào tôi dậy cùng anh khuyên tôi lên giường ngủ tiếp để anh tự khóa cửa. Ở văn phòng anh chờ đến 9 giờ sáng gọi về thăm tôi đã thức dậy chưa. Vì anh không dám gọi sớm, sợ điện thoại reo sẽ làm tôi mất giấc ngủ. Có hôm anh gọi về hỏi tôi có khỏe không. Tôi trả lời với anh rằng tôi rất khỏe để anh yên tâm. Nhưng anh chỉ cần nghe tiếng tôi là anh biết rằng tôi không khỏe. Anh kêu tôi nên đi các trung tâm thương mại mua sắm, vì anh thấy rằng mỗi khi tôi đi như thế là tôi khỏe ra. Anh sợ tôi ở nhà một mình sẽ buồn rồi sanh bệnh. Thời gian âm thầm trôi qua nhanh, anh làm tại hãng đó được 9 năm rưỡi. Một hôm, hãng quyết định di chuyển qua tiểu bang khác, vì hãng không muốn trả chi phí quá nặng để di chuyển toàn bộ nhân viên. Hãng sa thải tất cả toàn bộ nhân viên trong cao ốc đó, khoảng hơn 200 nhân viên, kể cả giám đốc, tổng giám đốc và tất cả các kỹ sư, ngoại trừ anh. Vì hơn một năm trước, một mình anh trên toàn nước Mỹ, anh đã mang lại cho công ty hơn 100 triệu đô trên số tiền hãng dự tính. Hãng viết thư mời anh di chuyển theo công ty và hãng gửi chi phiếu trả tất cả toàn bộ chi phí di dời cho anh. Một hãng của Úc có chi nhánh ở tiểu bang tôi sống, họ biết được rằng anh được mời di chuyển cùng công ty. Và họ đã liên lạc thương lượng với anh rằng nếu anh đồng ý nhận làm việc với hãng ở Úc, họ sẽ trả lương cho anh thêm 20% tiền lương hiện tại của anh đang có. Nếu anh đồng ý làm cho họ được một năm, họ sẽ thưởng cho anh thêm 100% số tiền lương của anh nữa. Và nếu anh tiếp tục làm đến năm thứ hai, họ sẽ tiếp tục tăng thêm 20% tiền lương, cộng thêm 100% tiền thưởng của số tiền lương năm đó, và cứ tiếp tục như thế mỗi năm. Anh về bàn với tôi rằng nếu anh tiếp tục đi làm cho hãng cũ thêm 6 tháng thì anh và tôi sẽ có bảo hiểm sức khỏe suốt đời, còn nếu đi theo hãng mới thì mất đi bảo hiểm suốt đời đó. Bất cứ việc gì to hay nhỏ, anh đều về hỏi ý kiến của tôi, không bao giờ anh tự quyết định một mình. Tôi nói với anh rằng tôi sẽ ủng hộ anh 100% dù anh quyết định thế nào, nếu anh nghĩ đó là hướng đi tốt nhất cho gia đình. Anh làm một bài toán, nếu anh đi làm cho hãng mới, số tiền khác biệt giữa mỗi tháng lương so với hãng cũ, anh chỉ cần làm 5 năm với họ, dư sức để mua bảo hiểm cho tôi và anh suốt đời. Chưa kể đến tiền thưởng 100% của tiền lương mỗi năm. Vì thế, anh quyết định báo cho hãng cũ biết rằng anh xin từ chức và hoàn trả lại chi phí di dời mà họ đã gửi cho anh. Anh làm cho hãng mới được 2 tuần lễ thì anh phát hiện ra mình ung thư ở giai đoạn cuối. Bác sĩ cho biết anh không thể sống hơn 3 tháng. Bác sĩ khuyên chúng tôi nên cho hai con biết, nhưng anh quyết định rằng các con chuẩn bị thi cuối năm đại học. Anh sợ ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi của hai con. Hai con chỉ biết rằng ba bị xưng phổi. Đó là bác sĩ chuẩn đoán lúc ban đầu, chứ hai con không hề biết ba bị ung thư. Anh nằm trong bệnh viện khoảng một tuần, bác sĩ kêu tôi ra bên ngoài cửa và họ bàn với tôi để họ tiêm thuốc cho anh chết. Họ sẽ cho anh một phim để anh mê và tăng độ thuốc lên cao để cho óc của anh chết, và sau đó họ cắt dưỡng khí để anh chết hoàn toàn. Tôi nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ và nói rằng tôi đưa chồng tôi đến đây để chữa cho khỏi bệnh, chứ không phải tôi đưa chồng tôi đến đây để cho các ông giết chồng tôi. Tôi không nói với anh về việc người bác sĩ bàn cách để cho anh chết. Tôi luôn ở bên cạnh anh 24/24, không dám rời anh nửa bước, kể cả đi vệ sinh cá nhân của tôi, vì tôi sợ họ tiêm thuốc để giết anh.
Tôi cảm thấy rằng họ không có trái tim, không có lòng nhân đạo hay tình người. Anh tâm sự với tôi rằng anh không sợ chết, nhưng anh thấy nhiệm vụ của anh chưa tròn. Con lớn đang chuẩn bị thi cuối năm thứ nhì đại học, còn con nhỏ thì mới chuẩn bị cuối năm thứ nhất. Anh bảo với tôi rằng nếu anh có mất, em đi xin việc làm để có bảo hiểm sức khỏe cho ba mẹ con, vì bảo hiểm sẽ cắt khi anh mất. Hôm sau anh bảo tôi rằng nếu anh có mất thì em hãy làm bất cứ việc gì mà em cảm thấy vui thì em cứ làm, anh sẽ không hờn trách em đâu. Tôi hiểu anh muốn nói gì. Tôi nói với anh rằng ở đến tuổi này rồi làm sao kiếm được người chưa bao giờ lập gia đình. Em không muốn lập gia đình với người ly dị. Nếu họ bỏ được vợ con của họ thì họ cũng sẽ bỏ được em. Và tôi nói với anh rằng tôi không muốn người có gặp, muốn lấy người có con, vì nếu sau này có bề gì, con ông con bà sẽ rất khổ lắm. Anh nói rằng anh hiểu và anh lặp lại câu nói trên thêm một lần nữa. Anh tiếp tục nói với tôi rằng nếu anh mất, anh sẽ phù hộ cho ba mẹ con em. Tôi biết anh rất yêu thương vợ con. Tôi sợ anh không chịu đi về thiên đàng sau khi anh mất mà anh ở lẫn quẩn đâu đấy với mẹ con tôi. Tôi khuyên anh rằng nếu anh có bề gì thì anh hãy lên thiên đàng với Chúa, với Đức Mẹ. Anh đừng ở bất cứ nơi nào khác. Anh nói rằng anh biết anh lên thiên đàng anh vẫn sẽ phù hộ cho ba mẹ con tôi. Tôi muốn chắc cho chắc ăn rằng tôi lặp lại lần nữa. Nếu anh có mất thì anh hãy lên thiên đàng với Chúa, với Đức Mẹ. Sau này em sẽ lên đó tìm anh. Nếu Chúa cho mình ở trên đó luôn thì đó là điều quá tuyệt vời. Còn nếu Chúa thấy mình phải trở lại học tiếp thì mình sẽ tiếp tục là vợ chồng nữa nghe anh. Cô Khanh không thể nào kiềm chế được cảm xúc khi mà đọc tới đoạn này. Và anh gật đầu đồng ý. Tôi lớn lên trong một gia đình theo đạo thờ cúng ông bà, nhưng lúc nào tôi cũng tin có Phật Bà, Quan Âm và Đức Mẹ. Khi lập gia đình, chúng tôi làm đám cưới tại nhà thờ và đạo ai nấy giữ. Có một hôm trong bệnh viện, lúc tôi đang ngồi xoa bóp chân cho anh, trong đầu tôi cầu xin Đức Mẹ chữa lành cho anh. Tôi nguyện sau khi anh được chữa lành, tôi sẽ trở thành người Công giáo. Nhưng khi tôi nhìn gương mặt của anh đang nằm trên giường bệnh và tôi nghĩ rằng anh đã sống một cuộc sống quá đạo đức, đầy nghị lực, bao dung, đầy yêu thương và là người đàn ông quá hoàn hảo. Anh luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình. Anh xứng đáng để tôi noi theo, thì tại sao tôi phải chờ cho anh đến chữa được lành rồi mới trở thành người Công giáo? Vì thế, ngay lúc này, tôi muốn anh là cha đỡ đầu cho tôi, để tôi được trở thành người Công giáo. Nếu anh hết bệnh thì đó là một điều quá tuyệt vời. Tôi luôn hướng về anh mà sống. Còn nếu trường hợp anh không qua khỏi, thì ít ra tôi cũng còn lại chút gì của anh để tôi sống. Tôi nói ra ý nghĩ của tôi cho anh biết. Lúc đó hai vợ chồng ôm nhau khóc. Cũng như mọi ngày, chiều hôm đó sau khi cha đến cho anh rước lễ xong, anh tâm sự với cha rằng con cưới vợ được 23 năm, chưa bao giờ con bắt vợ con phải theo đạo, vì con tôn trọng sự tín ngưỡng của vợ con. Nhưng hằng đêm con cầu xin Đức Mẹ hãy chấp nhận vợ của con làm con của mẹ. Khi tôi nghe lời tâm sự của anh như thế, làm cho trái tim tôi thắt lại. Tôi yêu anh vô cùng. Tôi không ngờ anh phải cầu nguyện hàng đêm trong 23 năm ròng rã như thế. Nếu tôi biết được ước nguyện của anh, tôi đã trở thành người Công giáo từ lâu rồi.
được xạ trị và được về nhà để chuẩn bị cho lễ rửa tội và vô đạo, trở thành người Công giáo cho tôi trước khi anh được hóa trị. Ở cuốn lịch trên bàn làm việc của anh tại nhà, trên trang lịch của ngày thứ hai, 28 tháng 5 năm 2007, anh viết chữ Baptism, có nghĩa là lễ rửa tội. Cho đến ngày hôm nay, hơn 15 năm sau, cuốn lịch đó vẫn còn mở ra ở trang 28 tháng 5 năm 2007 và nằm yên trên bàn làm việc của tôi. Tôi quý trọng những gì mà có bàn tay anh đã đụng đến hay thuộc về anh. Các con nghỉ hè từ trường dọn về nhà. Con gái bước vào nhà xe trước, thấy bình dưỡng khí thật to của ba, liền chạy vào kiếm cha. Anh đang ngồi nghỉ trong phòng làm việc. Anh cho con gái biết rằng anh bị ung thư ở giai đoạn cuối. Hai cha con đều khóc. Đến con trai bước vào nhà xe, thấy chai thuốc đã xài xong của cha nằm trong rổ thuốc mà chúng tôi mang về từ nhà thương. Con biết và chạy vào hỏi cha, có phải cha bị ung thư không? Anh nói cho con trai biết anh bị ung thư giai đoạn cuối và hai cha con cũng cùng khóc. Ngày thứ hai, ngày 28 tháng 5 đã đến. Anh kéo bình dưỡng khí đến nhà thờ để làm lễ rửa tội và vô đạo cho tôi. Buổi chiều cùng ngày, bệnh anh trở nặng phải nhập viện. Tôi và hai con bên cạnh anh 24/24 không rời. Một hôm, anh bảo với hai con chạy về nhà coi có thư gì không. Hai con mang chồng thư đến. Tôi đọc lướt qua cho anh nghe, gồm có những thư. Đến một thư với nơi gửi là Salesman Mission. Tôi phát âm sai, thấy tôi phát âm sai. Anh nằm trên giường bệnh, anh cười và dạy tôi cách phát âm. Anh bảo rằng đó là một cơ quan từ thiện. Em lấy chi phiếu ra viết cho họ tiền. Và anh nhờ con gái đi xuống lầu kiếm mua con tem gửi đi liền cho ba. Anh thường gửi tiền cho các hội từ thiện, các hội này giúp các nước nghèo. Hai ngày sau thì anh mất, trước khi chi phiếu chuyển đến tay hội từ thiện. Ngày cũng như đêm, tôi luôn đứng cạnh giường và nắm tay anh. Hôm đó, khi tôi đang nắm tay anh, tôi thấy chân anh lòi ra khỏi mền. Tôi chạy tới và sờ chân anh, lặng như nước đá. Tôi chạy vội đi lấy vớ mang vào chân anh. Xong tôi trở lại nắm tay anh. Lúc này tay anh cũng lặng như nước đá, tức là anh đã chết từ chân đi dần lên tới phần trên mà tôi không hề biết. Ba mẹ con đi mua quan tài và chuẩn bị tang lễ cho cha. Người giám đốc trong nhà tang lễ hỏi tôi có muốn giúp cho hội từ thiện nào không. Tôi nói với ông rằng chồng tôi rất thích giúp đỡ cho các hội từ thiện, nhưng tôi không biết tên các hội từ thiện đó vì chồng tôi luôn là người viết chi phiếu gửi đi. Khi nói đến đây, tôi chợt nhớ rằng trước khi anh mất 2 ngày, ở trong nhà thương anh có nhờ tôi viết chi phiếu cho một hội từ thiện. Tôi liền lấy cuốn chi phiếu ra đọc tên hội từ thiện đó cho ông. Ông viết trên cáo phó rằng xin miễn nhận hoa phúng điếu, tiền mua hoa, xin gửi về hội từ thiện Selson Mission theo ước nguyện của ông, tên của chồng tôi. Con gái tôi giải thích cho tôi biết rằng đó là hội từ thiện giúp xây cất trường học cho trẻ em ở các nước nghèo, và cũng là trường mà ba mà anh đi học lúc nhỏ. Sau khi nghe con gái giải thích như thế, tôi thấy Thượng Đế thật quá nhiệm màu. Hội từ thiện đó đã giúp xây trường cho anh đi học lúc còn nhỏ, và đến khi cuối đời lại cũng là hội từ thiện đó anh giúp trước khi anh nhắm mắt. Bức thư cũng còn rất dài, cho nên là cô Khanh hẹn mọi người ngày hôm sau nghe tiếp. Bây giờ đến giờ dạy rồi. Tạm biệt cả nhà. Chúc mọi người có một ngày bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị ở một video sau.